Hôm nay là mùng 2 tháng 8 2019, tôi đã hoàn thành trách nhiệm đối với bệnh nhân bị viêm lồi cầu cứu tay. Viêm lồi cầu nó có hai cái, viêm lồi cầu ngoài với viêm lồi cầu trong. Bệnh nhân rất đau cái phần cứu tay này. Ở đây thôi phục hồi cho bệnh nhân, trong tình trạng là bệnh nhân đã tiêm rất là nhiều, đi điều trị cũng nhiều nơi, cái đấy tôi không cần phải nói nhiều nữa. Quan trọng là cái phục hồi này thì khi bị thì bệnh nhân thiệt thòi chỗ là không gặp được cao thủ ngay, thì phải tiêm nhiều quá. Tiêm nhiều là cái đòn kháng viêm làm đau thì nó sẽ có hại cho cái dạ dày của mình. Rồi bệnh nhân làm việc nó mất nhiều việc vặt, không tuân thủ được là bảo vệ cái khớp của mình nữa, cũng bị nặng hơn. Thông thường thì phải làm quá nhiều, chúng ta đeo cái gen ở đây. Chưa lấy cái nhịp nịp. Đeo cái gen ở đây đấy là tốt. Cứ đông lên xem nào. Đây là ngon chưa? Bị này lâu chưa? 4 năm rồi đấy. Đến đây có hài lòng không? Sướng không? À, hôm trước em có hỏi chị là đến đây có hy vọng sẽ có hay không đúng không? Cái này thấy thế nào? Thỏa mãn đúng không? Cố gắng lên nha. Về nhà em lo lắng nhất là chị nhiều việc. Việc nội trợ của mình nó nhiều á. Hàng ngày về có kim được không? Phải làm ác rồi. Bạn nhiều phụ nữ mà việc không tên đấy. Đây là cái nhân chứng sống, biết tôi không nói hai với mình làm gì á. Cái đẹp nằm đi. Nay tôi sẽ cách trị cho bệnh nhân này. Thì quả thì nó ok. Đi với phác đồ thì chúng ta làm nhẹ nhàng, không được làm quá là mạnh. Em đi video cho anh đi.